trăm thái đây, nên nó không mua đồ. Cái là mình bán là bao tiền một cân hả chị? 108 một cân. Một tạ đây luôn nhỉ. Thịt rang, chị dặn nó ra rồi. Cái này chị là chủ là để bán, là đàn lạp sườn hả chị? Hả? Cái thịt này này vừa bán vừa làm là sườn. À, vừa làm sườn gì? Ừ. Làm đây luôn à hay làm trong nhà làm đấy? Làm đây luôn. Ồ, thế hả? Chị đang thái đây. À, à. Vừa bán vừa làm. Làm đây luôn thì bất tiện quá nhỉ? Không như ở nhà. Hả? Mà làm đây thì bất tiện không như ở nhà. Bất tiện á, chả phải là bất tiện lắm đâu em ạ. À. Nó sạch sẽ chứ còn vâng, vâng. Đảm bảo chứ em không đảm bảo bán cho ai. Thế cái này làm bán luôn hả không? Làm sườn luôn hả không? Ừ. À, trộn lên luôn. 8 cân thịt lạc, 2 cân mỡ. Vâng. Phải có mỡ mới ngon. Đúng rồi, nó phải có mỡ và thì mới ngon. Chứ lạc sườn mà lạc quá khô lắm, ăn nó không có cái vị gì đâu. Làm lên luôn, đẹp, quá đẹp luôn. 108 một cân các bạn ạ. Quá đẹp. Cái này là mình phải xay chứ chị phải không? Hả? Có xay không? Cái này là thái em ạ. Xay không làm được. Nó chỉ thái to đấy. Sao chị còn cho máy mà. À, đây cho máy thái à? Máy thái mà. À, hiểu hiểu. Ừ, chứ... Em tưởng là thái máy bằng tay thái to như thế thì cũng mà. To như thế thì không ngồi cho em. Vâng. Làm máy. Em phải cái máy, nhiều máy hết em ạ. Đúng rồi, máy thái nó nhanh. Ừ, chứ bây giờ em ạ. Làm mà tay thế thì em đã thái cái này rồi. Bỏ lắm. Quả mà không được bao nhiêu ấy. Ừ. Chung là thiếu một cái máy bà đấy thôi em ạ. Vâng. Thế mà đút vào lòng có cần máy không? Hay là... Có chứ, đây là máy này. Thái thì máy kia. À, máy đút luôn à. Máy nhồi, nhồi máy gì? Ừ, nhồi máy mà. Nhồi máy luôn. Chung là mỗi là tay là ấy thôi, mỗi là thái này thôi. Còn tí nữa là cho vào máy hết. Anh ép tưởng là nuôi bằng nhiều bằng tay thì bằng này cơ mà. Không, bằng tay thì làm sao nhiều như này thì làm sao được. Làm cả ngày luôn không kịp ấy. Nghỉ ta à. Nhồi máy thì nghỉ cả ngày đấy em, cũng làm suốt em vâng. À. Ừ. Nói chung là chợ ngày Tết thì nói chung là ai cũng vất vả. Vâng. Thịt là cân mấy tiền chị? Thịt á, 130 một cân em ơi. Vâng. Làm sườn này không phải là thịt tung tung được. Đúng rồi. Làm thịt ngon thì làm không sườn. Phải ra thấy như này mới tận mắt mới dám mua. Đúng rồi, làm sườn là thịt ngon thì mới bán được. Làm mà thịt không ra gì thì vâng. Sao mà ai người ta ăn làm sườn. Bao tiền đây? Cà phê 999 nghìn. Nha, đưa đi cân này. Bao nhiêu cân đây? 7 cân 3 là 8 cân. Đó là vị cà phê. Cô mạnh 1 nghìn nhá. Vâng. Cô mạnh nó, cho nhiều thường. Cô mạnh sao nhỉ? Luôn ạ. Là bằng 999 nghìn 1 triệu đi nhỉ? Đấy, không, nó cứ ghi ra đây là 30 cân là một mẻ. Yeah. Mới nhồi chứ bây giờ chị mới thái thì chị chưa nhồi được. Còn gia vị ướp lâu lắm. Công đoạn này có phải ở ngay đâu. Đi hết
lấy cho các bạn.